Vâng, đây là con SX838 thứ hai. Con này chạy 4 cầu điện nha bác, 4 cầu điện. Rất thích hợp cho các bác nào mà nhà không có điện 100V. Các bác có thể chuyển qua 220. Thì nhớ như con trước mà em giới thiệu thôi thì cũng là chạy 3 cầu loa, công suất 250W, maximum 380W nha. 380W rất là mạnh mẽ nha các bác, chạy sò sét. Lực đánh tuyệt vời. Đối với những con 338 này thì chúng ta không có thể chê được trong phân khúc giá. Khó mà chê được nha, tại vì nó tiếng rất là hay và rất là giống những dòng xanh xuôi như là 7070 hay là những dòng 881, khá là giống tiếng như thế. Lực càng đét, ba giải rất là ok và tích hợp mạch đôn BNR cho các bác có thể kém nối nhạc từ điện thoại laptop vào đường này, chúng ta nghe nhạc một cách rất là tuyệt vời. Âm thanh rất cải tiến rất là nhiều, cũng như là DAC đó, nó cũng góp phần một phần trong cái đà âm thanh lên. Đây, máy rất đẹp nha các bác. Bên em tuyển hàng rất kỹ lưỡng nha các bác. Đây, các bác thấy xem, thoải mái. Về đồ đẹp thì khỏi bàn nha các bác. Từ trong cho đến ngoài, ngoài cho đến trong. Chủ yếu là mặt tiền, bên em rất là chú trọng mặt tiền. Thì tất cả máy là phải zin rồi, tại vì em mua bán cũng chọn lựa sản phẩm rất kỹ lưỡng để đưa lên các bác. Tất cả những sản phẩm em bán ra bao zin và bảo hành cho các bác là các bác mua đúng hàng chất bãi, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Như con này là đúng hàng chất bãi vừa về thôi nha các bác. Em về được hai con trước là hàng Mỹ điện 120V, con này hàng xuất 4 cầu điện. Này, cũng từ Mỹ về nhưng nó là hàng xuất nha, 4 cầu điện. Đây là tiện lợi cho các bác nào thích xài 220 100V. Đấy, góc cạnh phải đẹp như thế này thì bên em mới tuyển về cho các bác nha. Vỏ gỗ rất là đẹp nha các bác. Đấy, phía trên này mới tròn nha. Về trưng bày thì em nó rất là tuyệt vời, cũng như là nói giờ em đi đài là về trưng bày thì hết ý rồi các bác. Các bác thể ghép vào những thêm những con băng cối hay là những con cassette có thể bày trong gia đình và đánh với dòng loa Nhật, Mỹ, Âu, những dòng loa cổ nghe nhạc rất là hay và có thể đánh được những dòng loa boss đánh rất là tốt nha. Tại vì lực đánh rất là khỏe nên trang bị tới 3 cầu loa, các bác có thể đánh một lần 2 cầu như AB này hoặc là AC hoặc là BC đấy, chứ không một lần một cái bấm 3 cái như là không hát được cho các bác. Bấm cái nào nó hiện lên nó sẽ hát BC hoặc là đánh một cầu B, vâng vâng. Nói chung là nhiều tính năng lắm. Thì phía sau nó sẽ bao nhiêu thế này nha các bác. Phía sau em nó là hay mới tròn tròn thôi, rất là mới. Đây là cái cầu chuyển điện này, hiện tại đang để 100V này. Các bác muốn chuyển điện qua các bạn cái này ra trước nha, phần này trước này. Và mình rút cái này ra, chúng ta chuyển qua điện bao nhiêu thì chúng ta chuyển tùy ý. Đây, điện vào đây maximum 380W này, 380W này các bác. 110, 120, 130V, 5 cầu luôn 220. Đây là 3 cái cầu loa của nó này, 3 cầu loa. Rồi bây giờ em sẽ mở bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Các bác lấy em này thì liên hệ cho em, cũng đồng giá là 12.500.000. Hai em đẹp như nhau nha, như nhau. Đây, em một em của hàng em Mỹ kia, Mỹ nồi kia thì nó nằm trong kia đang hát kìa các bác. Em Mỹ nồi này. Đấy. Phía trên là con CD 3500 RG, con này là dòng khủng long bào chúa nha các bác, giá là 17 triệu. Vâng, đây là bên trong của sản phẩm nha các bác, sexy rất là đẹp nha. Con này seri sườn là 002479, số tuyệt vời. Đây. Vẫn cũng là bốn con sò sét đấy. Sò sét. Và đây là phía sau của nó, em đã quay cho các bác rồi. Ba tổ lọc nguồn nha các bác, một cái rơ le nằm bên kia. Đây là phần công suất cũng phần âm sét. Tăng phô. Nhưng mà rất là đẹp. Rất xuất sắc cho một âm ly cổ. Những dòng âm ly cổ thì nó cho ra tiếng rất là nền tai, cũng như là ba giải nó rất là tuyệt vời. Nó không bị bí như những dòng mà high end thì chúng ta nghe nhạc vàng nó hơi bị cực. Nên các bác chơi lâu năm vẫn thích xài những dòng âm ly đài, những âm ly cổ của Sansui, Pioneer, Marantz vân vân. Cái âm thanh nó so với giá thành bây giờ thì nó hơn rất là nhiều. Nhiều con âm ly đời mới 20-30 triệu nghi không các bạn, mấy con 10 triệu, đó là chịu sự thật nha các bác, không phải là những cái đời mới nó hay. Thì âm thanh thì nó cũng như thế thôi, nó cải tiến về hình thức cũng như về công nghệ, nhưng mà âm thanh thì nó
từ trước cho đến nay thì hồi trước người ta chú trọng âm thanh rất là nhiều, không như bây giờ chỉ là sản xuất mẫu mã để mà bán lấy ra lợi nhuận đâu. Trước người ta đua nhau về chất lượng âm thanh nha các bác. Thì các bác biết rồi, hầu như những nói chung là thời trước á, như những đối với si cũng vậy, si người trước chú trọng về chất lượng lắm, nhưng bây giờ là người ta chú trọng về số lượng và doanh thu thôi. Nhiều gom lên với cực kỳ đắt tiền là mới hay, chứ còn mà tầm tầm mà trung trung là thì nó không có cửa với những con ly cổ như thế này đâu, tuy nó có tuổi vậy đó nhưng mà âm thanh rất là hay. Như những con Fisher nó năm sản xuất năm năm 196 mấy thôi, như là những con 450T này, 500TX á, được em săn lùng rất là nhiều, tại vì âm thanh tuyệt vời. Trải qua biết mà năm 40 50 năm rồi nhưng mà em nó vẫn giữ cái danh hiệu là chuyên trị dòng loa Mỹ cổ AR. AR thì không thể thiếu Fixer. Thì sau video tiếp theo sẽ giới thiệu cho bác một con Fixer, đó là 450T và 500TX cũng đã có chủ. 500TX thì có chủ rồi, nhưng mà 450T thì chưa. Thì các bác nào có nhu cầu về những con đó thì liên hệ cho em nha. Qua số điện thoại ở tấm biển kia kia kìa.